Mẹ của bố con gọi là gì? Gọi là Mẹ của bố gọi là gì? gọi là gì ta? Mẹ của bố gọi là gì? Hả? Mẹ của bố con gọi là gì? Gì ta? Con nghĩ nào? Cái gì con nghĩ ở trong đầu ấy? Ông bà lúa lỗi Khi xảy ra đám cháy con cần gọi cho ai? này, Hả? mẹ có bố là ông bà ngoại. Ừ thì khi đám cháy xảy ra con cần gọi cho ai? Đội Gọi cứu hỏa cho tổng đài cứu hỏa là gì? 114. Khi đến trường con phải chào cô giáo hay chào bố mẹ? Chào cả hai. Trong một cuộc thi chạy, nếu con vượt qua người thứ hai thì con sẽ đứng thứ mấy? Thứ nhất. Thứ nhất. Cái gì đánh cha, đánh mẹ, đánh anh, đánh chị, đánh em? Và chảy thành răng. Hạt gì không thể ươm thành cây? Hạt mưa, hạt gạo, hạt cát. Khi có chó cắn, chúng ta đến bác sĩ hay nha sĩ? Bác sĩ. Có một con gà và một con chó, hỏi tất cả có bao nhiêu chân gà và chó? Con chó có 4 chân, con gà có 2 chân, tổng là 6 chân. Rồi, ok. Tiếp theo nói gì nữa đi để cho mọi người hay làm gì? Xin chào tất cả mọi người. Mọi người sẽ ấn like cho con nhé. Like và chia sẻ cho con, thả tim cho con thật là nhiều. Like và chia sẻ cho con thật, kim cho con thật nhiều. À, cảm ơn mọi người đi. Cảm ơn mọi người. Khoanh tay vào. Cảm ơn mọi người. Con yêu tất cả mọi người. Con yêu tất cả mọi người.